kiếp trước kiếp này, 10 năm thầm mến, nữ tổng giám đốc, một v một ngọt sủng, song phương cứu rỗi, song khiết, yêu đương não mềm manh có thể khi tuổi dưới VSC mắc khoảng cách da thịt chứng đói khác nữ tổng giám đốc kiếp trước, nhàn giác bị ép cuốn vào một hội tỷ mỹ thiết kế bẫy rập, nhận lầm mùi mùi, hàng tỷ gia sản bị lừa, bị xuyên tim, tán thân biển lửa, một đời nữ tổng giám đốc cứ như vậy ngã xuống. Làm lại một đời, nàng không hề mặc người sâu xé, đem vận mệnh vững vàng nắm ở trong tay mình tương kế tự kế, khống chế toàn cục, cuối cùng là bắt được kiếp trước phía sau màn hắc thủ, chưa từng nghĩ người nọ lại là. Nhiều năm sau, nàng là nữ thủ phủ độc nhất vô nhị của Hoa Hạ, rất có cống hiến về y học và từ thiện, trở thành một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất Hoa Hạ. Nhan giác vừa phát bệnh liền tìm đường chết, đặc biệt thích trêu chọc mỹ nhân, tự như. Kéo anh ông eo thon dịu dàng của cô, sờ lên, thế nào? ánh mắt hoa đào lấp lánh hướng hắn phóng điện, "Tiểu Hồ Ly, giúp ta, khó chịu." Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào cơ bụng anh, "Tiểu Hồ Ly, toàn thân em gợi cảm quá." Hoặc là ở bên tai hắn thở ra, "Tiểu Hồ Ly, người biết khẩu chuyên sao?" "Hả?" "Như thế này." Ở trong mắt Tiểu Hồ Ly nào đó, tỷ tỷ vừa phát bệnh chính là tiểu yêu tinh vừa ăn vừa thích chơi, câu dẫn hắn không lên không xuống, làm sao cũng không được anh giấu mình trong góc tối nhìn lên thần linh của mình khi cô đến gần tự ti lại nhu nhược chị chị chỉ biết bắt nạt em thôi biết rõ ta cái gì cũng không dám làm thần linh của ta sao ta dám khinh nhờ ngươi sau đó cuối cùng anh cũng được thần linh ưu ái dùng chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu để vòng quanh mặt trăng của anh chương một không bị yêu mới là tiểu tam tu bạn đang nghe tại truyện chấm audio thế gian ngàn vạn phồn hoa, dòng người chen chúc, mà ta chỉ nguyện phồn hoa kết thúc, gặp một người bạch đầu giai lão. Nhan giác ngươi từ trong ánh sáng nhạt đi tới, để cho thế giới u ám của ta từ nay về sau ngày như bình minh. Vương mạch, tầng hầm tối tăm chật hẹp, không khí loãng ướt, chuột dán khắp nơi. Chỉ có mấy cái lỗ nhỏ trên vách tường chui vào mấy vệt sáng, những thứ khác không còn bất kỳ địa phương tương thông với ngoại giới, làm cho người ta hít thở không thông làm cho người ta buồn nôn nhan giác nằm trên chiếc giường nhỏ dưới tầng hầm tay chân bị xích sắt cố định không thể tự do hoạt động cũng không có người nói chuyện với nàng duy nhất thấy chỉ có một người hầu ngâm đen qua một thời gian ngắn liền cho nàng đổi thân thuần trắng áo cưới ngày qua ngày đến giờ cơm liền cho cô ăn cơm treo một hơi cho cô suốt một tháng nàng cũng chỉ có thể đợi ở tầng hầm ngầm tối như mực này làn da trắng nõn nhẵn nhụi trải qua tang thương trở nên thô ráp không chịu nổi đôi mắt của nàng một mảnh đỏ tươi chứa đầy toàn lực cổ tay giơ lên muốn thoát khỏi gông xiềng trong cổ tay đột nhiên phía trên lối ra truyền đến một đạo tiếng vang ánh sáng yếu ớt xuyên qua một người từ phía trên bò xuống động tác tay chân thả rất nhẹ lỗ tai nhan giác rất linh mẫn rất nhanh liền nghe thấy có người đến cô bình tĩnh lại suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục người đàn ông này thả cô và em gái Cô cân nhắc một lát, mở miệng hô to. Thả tôi ra, các người nhốt tôi ở đây, muốn làm gì? Mùi mùi của ta đâu? Các ngươi đem nạn làm sao vậy? Thả chúng tôi ra, các người muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho các người. Nếu không, các ngươi một phân tiền cũng không lấy được. Tỷ tỷ, đừng uổng phí khí lực, chỉ cần ngươi chết, tất cả của ngươi đều là của ta. Nhan giác nghe được thanh âm quen thuộc, tâm từng tất bắt đầu biến lạnh đau đớn thấu tim từ chỗ trái tim bắt đầu lan tràn tới tứ chi bách hài đó là giọng nói của người em gái thân yêu nhất của cô ấy rất nhanh bóng người kia cách nàng càng ngày càng gần càng ngày càng gần cô quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh bóng dáng quen thuộc kia trong mắt cô càng ngày càng rõ ràng chút may mắn cuối cùng trong lòng cô trong nháy mắt sụp đổ là cô ấy là em gái cô ấy phu phu sao lại là cô? Ngươi. Nhan giác trong nháy mắt đã nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, nhìn cô gái ăn mặc hoa lệ, tươi cười rạng rỡ trước mắt, cô trực tiếp đỏ mắt. Phu phu, là ngươi. Là anh, anh làm tất cả. Tại sao anh lại làm thế, tại sao anh lại làm thế với tôi? Cho dù ngươi muốn tỉ tỉ hết thảy, chỉ cần ngươi nói ta cũng sẽ cho ngươi, cần gì phải dùng loại thủ đoạn cực đoan này. Tô Tuyết Phù nhìn trên giường hai tròng mắt đỏ thẫm, tràn đầy thống khổ nữ nhân, che miệng nhẹ nhàng mà cười ra tiếng. Chị, chị tốt của em, em sắp kết hôn với anh Phong rồi. À, không, hẳn là vị hôn phu của em, anh rể của anh, ngày mai sẽ là chồng của anh. Hôm nay tới đây chỉ là nói cho tỷ tỷ tin tức tốt này, tỷ tỷ hẳn là sẽ thay ta cao hứng đi. Dù sao tỷ tỷ chính là người thương ta nhất. Ngươi. Nhan giác tay nắm thành quyền, dùng hết toàn lực cũng không thể thoát khỏi xiềng xích trói buộc nàng, chỉ có thể hung hăng trừng nàng. Uổng công ta tin tưởng ngươi như vậy, không nghĩ tới cực khổ hôm nay, tất cả đều đến từ mùi mùi thân ái nhất của ta. Đã như thế, ngươi phải để tỷ tỷ ta chết cho rõ ràng. Tô tuyết phù sách lên áo cưới thuần trắng trên người, cười đến xinh đẹp động lòng người, cặp mắt hưu trơn bóng kia mở thật to, vẫn đơn thuần vô hại như cũ. Một con dao găm tinh xảo đã bị cô rút ra, cô từng bước một đi tới trước mặt cô ngồi xổm xuống bên giường cô ngón tay chạm vào mặt cô dao găm sắc bén bị nạn cầm trong tay thoáng qua đã dán lên mặt nhan giác tỉ tỉ bởi vì ta không phải mùi mùi ruột của ngươi ta chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi chỉ có ngươi chết ta mới có thể hoàn toàn thay thế ngươi chiếm hữu tất cả những gì ngươi đang có muốn trách thì trách tỉ tỉ không chỉ đoạt nam nhân ta yêu nhất còn ngăn nắp xinh đẹp như vậy làm cho người ta ghen tị ta cũng muốn nhìn xem tỷ tỷ ưu tú như vậy ngã xuống đáy cốc, sẽ là bộ dáng gì, sẽ giống như một khúc xương mềm cầu xin tha thứ, hay là sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục đây. Tô Tuyết phù ngón tay tại cổ của nàng chỗ so sánh, khóe miệng tươi cười như cũ sáng lạng, cặp kia con nai con mắt trong suốt nhìn nàng. Nếu không nhìn động tác trong tay cô, không ai sẽ nghĩ tới cô gái thoạt nhìn đơn thuần vô tội như thế, đang lấy tay hung hăng bóp cổ một người. Tỷ tỷ, đau không? Đau là đúng rồi, ta đau hơn 20 năm, hôm nay cũng đến lượt ngươi đau. Tỷ tỷ, ngươi nếu nguyện ý van cầu ta, ta nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng. Ngươi nói cầu ta đại phát từ bi thả ngươi, chúc ta cùng phong ca ca trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử đi. Cổ nhan giác bị nàng bóp đến đỏ bừng một mảnh, hai tay thống khổ nắm tay, ánh mắt trừng đến lão đại. Nhưng dù vậy, cô vẫn không chịu thua, ngược lại nở nụ cười, thì ra em gái thích làm tiểu tam nhặt những thứ người khác không cần ngươi đã thích vậy thì tặng cho ngươi tô tuyết phù buông ra cổ của nàng lấy di động ra tìm ra một cái video đặt ở trước mắt nàng cho nàng xem trong video có thể thấy được hình ảnh hai người ân ái tống phong ôm nhu ôm eo tô tuyết phù còn cười câu chấp mũi của cô rất thân mật gọi cô là vợ còn có hắn cùng tô tuyết phù cam đoan hắn cho tới bây giờ chưa từng yêu nhan giác chỉ yêu một mình nàng nhan giác rủ mi mắt lặp đi lặp lại những ngày cô và Tống Phong ở bên nhau, dường như chưa từng có lúc nào thân mật như vậy. Hai người đại đa số thời gian đều bận rộn công tác, tụ ít ly nhiều, ngẫu nhiên có thời gian hẹn một lần, cũng chỉ là an tĩnh mỗi người ăn cơm. Tùy tiện xem phim, liền ai về nhà nấy tìm mẹ, căn bản cũng sẽ không chán ngấy méo mó như những cặp tình nhân nhỏ kia. Thì ra quá khứ hết thảy đều là có dấu vết có thể lần theo, hắn không kiên nhẫn hắn không liên lạc hắn không thân cận cũng chỉ là bởi vì không thích mà thôi. Không đợi cô nhớ lại xong, đã nghe thấy giọng nói trào phúng của Tô Tuyết Phù, tỷ tỷ, trong thế giới tình cảm, cho tới bây giờ chỉ có người không được yêu mới là Tiểu Tam. Hiện tại tỷ tỷ còn có gì để nói sao? Nếu không phải vì mùi, hai chúng ta đã sớm ở bên nhau, cần gì phải đợi tới bây giờ? Hết thảy đều là vì chiếu cố cảm thụ của tỷ tỷ, bất quá như bây giờ cũng không tệ, ít nhất có thể nhìn thấy bộ dáng tan nát cõi lòng của tỷ tỷ thật sự rất thú vị. Tô Tuyết Phù, người đang làm trời đang nhìn, làm chuyện trái lương tâm người, đều không được chết tử tế. Có phải ngươi hại chết thân mùi mùi của ta hay không? Tất cả đều là một cái bẫy tinh vi, đúng không? Bạn chỉ là một mắt xích trong kế hoạch này, thiết kế tỉ mỉ từng bước này và những người khác là đồng minh của bạn. Tô Tuyết Phù nghe được lời của nàng, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường quan mang, dùng đau nhẹ nhàng vỗ vỗ nhan giác mặt, tỉ tỉ, vẫn là như vậy thông minh đây. Đáng tiếc, nhược điểm lớn nhất của tỷ tỷ chính là quá mềm lòng. Mềm lòng với người làm tổn thương bạn, mềm lòng lại tín nhiệm người thân của bạn. Tỷ tỷ, tỷ không biết người thiện bị người khi dễ sao. Chỉ có người hạ quyết tâm mới là người thành đại sự. Nếu có kiếp sau, mùi mùi hy vọng tỷ tỷ lau sạch hai mắt, không cần người khác đối tốt với ngươi một chút, ngươi liền móc tim móc phổi hận không thể đem tất cả tốt đẹp của mình đều cho người kia. Kỳ thật, người thoạt nhìn đơn thuần vô tội có thể cũng không đơn thuần, thoạt nhìn người yêu ngươi cũng có thể là giả bộ. Hy vọng tỷ tỷ kiếp sau làm người độc ác, không bao giờ tùy tiện tin tưởng người khác nữa. Về phần tỷ tỷ muốn biết hết thảy, cho dù ta biết cũng sẽ không tiết lộ cho tỷ tỷ một chữ, ta chính là muốn tỷ tỷ ngươi chết không nhắm mắt. Nàng nói xong, liền thưởng thức thanh chủy thủ sắc bén, khoa tay múa chân khắp nơi trên người nàng, tựa hồ đang tìm kiếm địa phương xuống tay, tỷ tỷ, hôm nay mùi mùi chính là tới tiễn tỷ lên đường. Một thanh chủy thủ trong nháy mắt cắm vào trái tim của nàng, khuôn mặt trước mắt dần dần phóng đại, cặp mắt ngây thơ ngây thơ kia nàng vĩnh viễn không quên được. Trước mắt tô tuyết phù cái kia trương nhu thuận đáng yêu mặt, ở trước mắt nàng vô hạn phóng đại, nàng nghĩ nàng cả đời này đều quên không được nàng. Cô liền ngồi sổng trước mặt cô, mặc áo cưới màu trắng thánh khiết, cười đến người súc vô hại. Trong tay lại cầm chủy thủ, hung hăng đâm thủng trái tim nàng. Trong tay máu tươi đầm đìa, nàng lại không có một tia sợ hãi, ngược lại càng bật cười đến đơn thuần vô tội. Ngay cả sau khi rút con dao ra, cô vẫn liếm máu mình bằng lưỡi, mỉm cười ngọt ngào và nói. Chị à, hóa ra mùi máu là như vậy. Máu của tỷ tỷ mặn, vị rỉ sét, còn có chút ngọt, không tệ. Máu tất cả đều là máu từ trái tim nàng lan tràn nhuộm đỏ nàng thuần trắng áo cưới lửa lớn đầy trời đảo mắt đã cháy sạch không còn một mảnh tại nhan giác linh hồn tiêu tán một giây kia một cỗ lực lượng thật lớn đem nàng hút vào một cái vặn vẹo trong thời không cảm giác mất trọng lượng thổi quét mà đến trong sấm sét vang dội cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng hàng ý thấu xương bò lên trong lòng dường như mọi thứ đang phát triển theo hướng không thể kiểm soát được Ngoại ngữ bánh ngọt nhỏ, đặc biệt đặc biệt ngọt, ngọt đến mức. Cấu tạo toàn văn. 85% ngọt về 15, axit bao nhiêu CP chờ vợ một hoàng gia thịt chứng đói khác liền thích trêu chọc mỹ nhân nữ tổng giám đốc Am, 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 chỉ ở trước mặt chị gái, ngoan ngoãn yêu đương, em trai. Nhỏ nhắn Am, 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 cảm xúc ổn định, mọi thứ đều ổn định. Bác sĩ đọc Am đích tiên trong trẻo lạnh lùng da mặt mỏng tỉ tỉ bề ngoài ngự tỉ nội tâm mềm mại đại tỉ tỉ am, 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 con chó nhỏ dễ thương. Bề ngoài hát nhảy đều tốt, lén lúc thích trêu chọc Mỹ Nam chỉ vì đại minh tinh Mỹ thuật nhân thể am, 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 dịu dàng và mạnh mẽ. Những thứ khác đang đợi. Có thể còn có thể sửa đổi, tạm thời thiết lập như vậy trước. Sách mới mảnh mai, cần các lão bà sủng ái không thích tác giả hành văn có thể điểm ít, có thể tự mình tìm kiếm văn mình thích, tác giả cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu, ba cúi đầu, xin đừng mắng tác giả. Thấp kém Có thể đưa ra lời khuyên trong bình luận sách, nhưng mời văn minh phát biểu. Nếu may mắn được các bảo tử yêu thích, tác giả sẽ cúi đầu cảm ơn mọi người. Chương 2 Trùng sinh, thân hãm ác mộng, tu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Ngươi là ta tiểu hồ ly, có phải hay không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Giống như là tại mời hắn đi nhà nàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Tình yêu để cho người ta mù quáng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Quá phạm quy, sẽ bức người điên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Ngươi thần minh nói, ta nguyện ý. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Nàng kêu ta anh ai? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Tỷ tỷ, muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.